Hello, xin chào tất cả các anh em đã quay lại kênh của mình. Thì sáng nay có một vị khách gọi đến cho mình để mua cò cánh phượng làm súng ná cao su anh em. Thì anh ấy nói như thế này, mình hỏi anh ấy nói là cứ gửi cò loại 1 cho anh ấy. Nhưng mà anh ấy lại kèm theo một cái câu nói nữa là loại 1 hay loại 2 thì làm sao mà biết được. Thì nói em có video để hướng dẫn anh em phân biệt ha. Anh ấy nói là thì chắc là nhập về cái nào mà rơ thì bán giá khác, còn cái nào không rơ bán giá khác, chứ có một hai gì đâu, đúng không? Thì thật ra nếu mà anh em có coi cái video phân biệt lúc trước của mình thì đây, cái cò loại N, không biết là loại 2, loại 3 hay loại 4. Cái cò này là mình có nói ở cái video trước, mình xả đó anh em. Tại vì khi mà anh em đặt cái súng lá cao su nguyên cây bên mình làm á, thì bên mình lúc đấy là cháy hàng, mà Trung Quốc nó về chậm quá, mình có gọi là chia lại của một cái shop khác ở ngoài miền Trung. Shop cũng khá lớn, nói chung không phải lớn gì đâu, nhưng mà cái lượng người theo dõi cũng lớn đấy. Thì khi mà mình làm ăn mà mình chuyển khoản liền, tại mình thấy kênh lớn mà chuyển khoản liền. Khi mà hàng tới thì mình lấy ra thì hoàn toàn thất vọng luôn anh em. Thì nói chung là cái số lượng nó cũng ít thôi, thì mình xả lại cái vốn cho anh em. Thì đó, mình cũng còn có vài cái này thôi. Nhưng mà khi anh em mua á, thì mình mặc định là gửi cái này cho anh em. Cái này là cò loại 1 nè, này là cò loại 1 nè. Đó, cách phân biệt là anh em nè, anh em cầm cái tay như thế này nha, anh em bóp nè, nó không có xịt sụt xịt so lơ gì hết. Có nghĩa là cái cốt này nó đóng rất là chặt, nó đóng rất là vừa. Ví dụ như cái cốt này mà anh em mình nó đóng cho anh em cái cốt mà nhỏ hơn á, thì nó lắc liền, nó lắc kinh lắm. Nhưng mà anh em nhìn nè, mình làm cái này xong là mình lấy cho này, và mình bóp hai cái cánh nè, nó không có ra vào gì được hết nha. Và mình lấy cái tay mình nhấn vào giữa là nó cũng không có ra vào gì được nha, nó cứng nha. Nè, cò này khi mà bóp cò á, thì nguyên lý của nó là rút cái chốt này ra thì cái này nó mới mở được, nó mở được. Chứ không phải có nhiều anh em mà không biết thì cứ tưởng là bóp cò cái là cái này nó quạt ra rồi, bóp cò cái nó quạt ra rồi buông là nó lại đóng vào nha. Tiếp theo đây là cái cò mà cò loại N nè, có thể là loại 2, có thể là loại 3 nè, anh em bóp nè. Anh em thấy rõ hai cái cánh nó sụt xịt không? Anh em dùng tay anh em bóp đây nè, thấy nó hở ra không? Thấy cái khe này nó hở ra ha. Anh em lắc nè. Anh em lắc em thấy nó rơ hẳn luôn, tại vì cái cốt này á là nó đóng, mình cảm thấy là nó nhỏ hơn mà cái độ hở này nó nhiều. Thì cái này cũng vẫn chơi được bình thường thôi, nguyên lý nó cũng vậy, nó cũng rút chốt ra thì cái này nó mở. Còn nếu mà nó chốt vào thì nó cứng nó chết. Đó. Cái này nếu anh em mà chơi bi lớn vẫn chơi được bình thường, chẳng hạn như anh em bắn bi 10 hoặc bắn bi 8 đổ lên, có khi nó vẫn kẹp ok luôn á. Bi 8 này em chưa thử, cái này mình chưa có ráp vào súng mình thử, nên là mình không có dám nói là bi 8 có được hay không. Nhưng mà mình thấy cái độ hở như thế này là bi 10 là anh em bắn thoải mái. Ví dụ như anh em quyết định là bắn bi lớn thì anh em lấy cái này cũng được. Anh em gọi tiếp, để tí mình gọi lại nha. Nói chung là rất là bận anh em, nên là khi mà anh em cứ lên Zalo mà nhắn tin cho mình 2-3 ngày mình mới trả lời, hoặc là nhiều khi nó trôi mất luôn á, không trả lời được luôn, thì anh em thông cảm. Anh em nhắn nhiều á, cứ một anh em nào vào nhắn là nó lại trôi, nó nổi lên. Anh em nào mà nhắn chẳng hạn như nửa tiếng không trả lời là nó trôi mất luôn rồi. Rồi tiếp ở dưới mà mình lên mình có chat trả lời, chat với mấy anh em mới nhắn, chứ đâu khi nào mình tìm cái anh em mà chat tít ở dưới rồi mấy tiếng đồng hồ rồi mình trả lời không có kịp anh em. Anh em thông cảm nha. Giải quyết vấn đề gì thì mình có thể vào Zalo giải quyết cho anh em, hỗ trợ nhau, giải quyết thỏa thuận với nhau. Chứ còn mà không có vấn đề gì mà gọi là đặt hàng vào trong đấy thì anh em có thể bấm vào trang web để xem giá ha. Mình có làm cái trang web ghim với phần bình luận nha. Rồi, đây thì bây giờ mình làm cái video này là mình khui hẳn một cái thùng cò, thùng này mình mới lấy ra bán được có vài cái thôi. Về được chục thùng. Đó. Một thùng này là 50 cái cò anh em. Thùng này là 50. Thì nó về được chục thùng, có nghĩa là về được 500 cái. Mình ở đây mình sẽ đổ ra, lấy cái cò loại N này mình vứt ra xa ra. Nói chung cũng thấy thôi, tới chừng mình gửi cũng thấy thôi. Nhưng mà mình nó lẫn vào mất công tìm. Mình đổ ra mình cho anh em xem là không phải là cái lô cò là có cái rơ cái không, Như ông anh đó ông nói là cò thì có thể có cái rơi cái không, thì cái rơi bán giá khác, cái không rơi bán giá khác. Không phải anh em. Em đổ ra là em thử cho anh em xem là trăm cái như một nha. Chứ có nhiều anh em nghe nó có loại 1, loại 2, loại 3, loại N á, nó nhiều loại lắm. Thì anh em cứ suy nghĩ là đặt hàng thì mong là lựa chọn gửi cho anh em. Không phải đâu anh em, trăm cái như một luôn. Mình lấy cho anh em xem. Mà anh em nhìn nè, hàng nó mới, nó xịn sò, cái màu sắc này, cái này đặc biệt là thép không rỉ nha anh em. Ví dụ như anh em có đưa ra ngoài thì ngoài mưa, gọi là ngoài mưa đó, thì nó rỉ đúng cái hai cái con chốt sắt này, chốt sắt á. Với cái lò xo này nếu anh em để lâu thì có thể nó rỉ cái lò xo này. Và cái con này, cái này cũng là cái chốt. Cái chốt mà mấy cái chốt này thì nó không có hư anh em, kể cả nó rỉ thì anh em lấy dầu lau lại nha. Cái lò xo này nếu mà nó rỉ như thế thì anh em nhiễu dầu nó cũng hết. Còn nếu mà anh em để nó bị ngoài mưa để lâu á, thì nó rỉ nhiều quá thì cái lò xo này có thể là nó sẽ bị oxy hóa. Đó, chứ còn bị nặng á, gọi là bị nặng á, thì nói chung là cũng ảnh hưởng đấy. Cái lò xo này anh em cẩn thận nha, lâu lâu nhiễu cho nó giọt dầu nha. Thật ra không để ngoài mưa mà anh em cứ để về chơi thì cũng chả sao, tại vì thế là đầu tiên họ cũng đã bảo quản dầu trước rồi. À, nó khi người ta xịt nó còn có một cái lớp rồi gì gọi là chống rỉ rồi anh em. Còn cái này em từng chơi súng em dựng ngoài mưa ngoài gió không sao hết anh em nhé. Đây, thì bây giờ em sẽ thử cho anh em xem. Đây, anh em thấy không, hàng rất đẹp nha. Nè, em thấy nè, nó cứng ngắc, cứng ngắc. Một số trường hợp mà anh em chơi dây ba, một số trường hợp anh em chơi dây ba mà cái lỗ này là nó cũng hơi to. Đó, cái lỗ này thì nó cũng hơi to. Có một số lô á thì nó CNC cái này cạn thôi anh em. Nhưng mà như cái lô này nó CNC là cái này nó vô sâu, nhưng vô sâu về mới ngon nè. Nó định tâm được cái viên bi nó nằm giữa lỗ này để mình chỉnh kính rồi chỉnh laser rồi nó mới dễ. Đó. Còn mà nó CNC sơ sơ thôi á thì nó không, cái lỗ này không sâu á, thì cái viên bi khi nó lịch lên lịch xuống một xíu là nhiều khi anh em chỉnh rồi anh em bắn mà không chuẩn là do là cái cách đặt cái viên bi nó không có đúng chỗ. Đó. Thì cái nhược điểm của cái, nếu mà nó CNC cái rãnh này sâu á, rãnh này mà CNC sâu á thì dẫn tới cái lỗ này nó to. Đó. Nhưng mà anh em nè, cầm tay vô đây bóp nè, nó không có hở được một tí nào luôn nha, chứ không phải mà hở được một chút. Còn cái cò loại N, loại 2, loại 3 rồi đó là anh em bóp nghe nó hở ra. Nó hở một xíu, hở mấy ly á. Và đặc biệt là lặt cái này nè. Nè, anh em cầm hai tay so le nè, anh em bóp nè, nó không có lên xuống gì được hết. Ừ. Anh em thấy không? Ừ. 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 Nó vẫn có cái độ rơ một tí tẹo nha anh em. Tại vì nếu mà nó ở đây mà nó đóng cứng ngắc luôn á thì cái này nó mở ra mở vô nó sẽ không nhạy. Đó. Nhưng mà anh em không bóp cò là đặc biệt là nó không có rơ một tí nào hết. Nhưng mà khi anh em bóp cò nè, lặt từng cái cánh một á thì nó vẫn có tầm, gọi là có cái cảm giác thôi chứ nó không thấy rõ được đâu. Đó. Đây, mình bỏ cái này ra ha, lụm cái khác lên cho anh em. Trăm cái như một nha anh em. Hàng đặc biệt là hàng nhập về. Mình bán thì cũng từ 2016 rồi chứ không phải là mới bán. Có rất nhiều anh em là mua hàng là chuyển khoản 100% cho mình luôn á, chứ không phải là phải cọc cạc gì. Nhưng mà thực ra bán mấy cái này mình không cần phải cọc nha. Đó, anh em mà gọi nữa. Mình tắt ha. Tí mình sẽ gọi lại cho từng người. Đó, một ngày mà anh em mà cứ nghĩ một ngày mà anh em nghe vài chục cuộc điện thoại là anh em đã mệt rồi. Mà nếu mà có vài trăm cuộc điện thoại thì anh em nghĩ là nó sẽ choáng váng đầu óc như thế nào. Nên là có nhiều anh em kêu vào để chat Zalo thì mình xin lỗi anh em là đôi khi mà mình đang ngồi máy tính để mình đánh bill á, để mình làm bill, làm đơn cho anh em á, có thể là lúc đó thì mình sẽ tiện tay mình vào Zalo để mình chat với anh em một tí được. Nhưng mà cái thời gian đó thì không nhiều anh em. Thời gian để đóng hàng á, để đóng gói á, và soạn ra cho anh em. Ví dụ như mà có hai đứa nhân viên nó làm cho mình, ví dụ vậy, thì mình cũng vẫn phải chính tay mình nhặt hàng gửi Nhặt hàng mình dằn vào cái bill rồi họ đóng, họ gửi cho anh em. Chứ mình nhiều khi họ tự đóng á, vẫn có trường hợp là hàng nhiều quá họ tự đóng nha, nhưng mà mình trong bụng mình nó không có yên tâm, không có yên tâm, nên là anh em ví dụ như anh em mà có vấn đề gì đó là gọi điện cho mình ngay lúc có bưu tá đó, phải đồng kiểm nha, phải đồng kiểm nha. Thiếu cái gì hay là có vấn đề gì mình sẽ giải quyết cho anh em. Còn trong trường hợp mà anh em không kiểm hàng thì khi mà khui hàng anh em quay cái video giùm mình. Lúc mình khui mình đặt cái máy mình quay, ví dụ xong mình chụp cái máy mình nói thiếu cái này đó mình mới khui, bạn thấy không đó, có gì đó mà em sẽ giải quyết với anh em qua Zalo. Rồi thiếu đủ gì em sẽ gửi, hoặc là đổi hàng gì đó em sẽ, nếu lỗi bên shop chịu hoàn toàn trách nhiệm, đổi trả gì là shop chịu hết cước. Còn nếu mà anh em mua đúng ý rồi nhưng mà về không thích cái này cái kia và muốn đổi cho shop thì anh em phải chịu tiền ship và anh em gửi về. Rồi nếu mà anh em không thích thì em có thể chuyển khoản cho anh em bình thường, hoặc anh em đổi cái khác thì em gửi cái khác cho anh em. Cái đấy là nào giờ shop em vẫn như vậy nha. Rồi anh em cũng thấy rồi ha, em làm thử vài cái cò nữa đó nè, em bóp nó không có nhích gì nè, bóp so le nó không đó, anh em thấy không nè, bóp vào cái rãnh này nó không hở một tí nào nha, bóp so le nó không có rơi nha, anh em thấy không đó. Nè em lấy cái cò rồi em lắc cho anh em xem, anh em có nghe tiếng không nhá. Cầm lắc nè, anh em nghe không, có nghe tiếng gì không nhỉ? Giữ cái cò lại nè để thôi anh em nói. À mà đây nó có thêm cái lỗ nữa nè. Và thời gian mà em đăng cái clip trước có rất nhiều anh em đã mua hàng của cái shop ở miền Trung này và cũng có gọi lại cho em mà nói y như vậy, nói anh cũng bị lừa y vậy luôn. Mà đặc biệt là cái này là nó sét rỉ, sét rỉ. Nói chung mấy cái này thì không trả sao đâu, nhưng mà khi mà anh em bỏ số tiền hàng trăm ra để anh em mua cái sản phẩm này mà về mà anh em có bị như thế này anh em tức đúng không? Tại vì cái shop này nó vẫn bán cái này là 220 nhé, trong khi mình bán cái cò xịn 220 thì họ canh theo giá của giá thị trường đi, không dám nói là họ canh giá mình đó, họ bán cái cò điểu cũng 220 đó. Thì cái này á, nếu mà em còn vài cái thôi, nếu anh em nào mà nhắm mà chơi bi lớn á, thì gọi cho em. Em cái này thì bảo đảm với anh em là nó cũng không sao hết, tại vì nó cũng là nguyên lý là cò chốt mà, khi nó chốt vào thì nó cứng thôi, nhưng mà cái là nó hơi bị rơ nhiều và khi bóp thì nó hở ra, mình hở ra như vậy. Thì ví dụ anh em kẹp bi nhỏ nè, anh em thấy không, cái chỗ này nó CNC cạn, nó CNC hơi bị cạn luôn nè, anh em thấy không, anh em so với cái này đó, hai cái cò em để gần cho anh em thấy. Cái này thì nó CNC, cái cò loại một này nó làm nát, nói chung là nó làm rất là nát đó. Nên là có một số anh em mà bắn cái dây ba mà kẹp vô đây mà cái dây ba nó mỏng anh em bắn bi nhỏ quá, ví dụ như anh em bắn bi 6 đó, thì cái dây cái da nó mỏng quá thì nhiều khi nó tuột đó, chứ không phải là. Thì cái đó em có hướng dẫn anh em là anh em dùng cái băng keo đen quấn cái miếng da cho nó dày lên xíu là nó kẹp thoải mái luôn đó, thoải mái luôn. Miễn cái da dày thì anh em bỏ vô thì hai cái miếng da hai bên nó kẹp, thì cái bi nằm giữa thì nó kẹp rất là tốt đó. Anh em nhìn này, cái cò rất là nét nha đó, em thử một lọt anh em xem đó, em bóc luôn vài cái này em thử anh em xem. Có nghe tiếng gì đâu anh em à, không cầm cò không cầm gì nha, lắc không kêu nha, nó rơ thì nó kêu ở chỗ này nè anh em nè, tay bóp nè, nó cũng nhích nha, tại vì nó vẫn có cái độ rơ nhất định nhưng mà nó nhích nhẹ thôi đó. Chứ không phải là nó nhích rõ như cái thằng kia. Cầm cái tay vô đây bóp nè, nó không hở ra một tí nào nha, nó không hở ra tí nào hết nha, thằng kia là nó hở rõ luôn ha. Lắc nè. Bóp nè, trăm cái như một luôn nha anh em. Mà mình gửi cho anh em thì mình có tặng theo 4 con vít, 4 con vít bắn sắt, vít bắn sắt, nhưng mà anh em có thể là bắn cả gỗ cả sắt luôn. Vít dấu trừ thì anh em có thể bắn vào gỗ và nó không cần phải khoan mồi luôn. Bắn vào. Đặt cho anh em xem. Không nghe tiếng gì nha. Nó rơ là rơ chỗ này là nghe lọc cọc liền. Nè. Anh em thấy trăm cái như một không? Đó. Nên là anh em mà có cái suy nghĩ mà nói là trong cái thùng cò của em á, mà có những cái nó rơ nhiều á, mà em bán giá khác. Rồi cái mà không rơ thì bán giá khác thì anh em quên đi nha. Mấy anh em đó thì em nói thẳng luôn là anh em tin thì anh em mua. Và anh em cũng có thể tham khảo một số cái ý kiến mà anh em họ mua được, họ bình luận dưới. Nếu anh em không tin nữa thì anh em có thể là anh em, có những anh em mà họ mua rồi họ bình luận thì anh em và anh em hỏi họ đó, thì những cái đó em cũng không có xóa, không có gì hết, nên anh em thoải mái hỏi nhau ở trên đó. Đó. Có một số anh em là nói là có phải là kênh chia sẻ ngày xưa bán lò xo là đúng em nha, chính em. Bây giờ em cũng vẫn bán lò xo chứ không có vấn đề gì, nhưng mà em ít có quảng cáo đó, tại vì cái đó nó ảnh hưởng kênh nhiều lắm anh em, nó ảnh hưởng kênh nhiều lắm, nên là em chuyển qua bán ná cho nó vui. Bán cái gì bán thôi, quay cái gì miễn có người coi nhiều là quay thôi. Còn cái kia thì anh em nào giờ bán mối không à, anh em mà chơi được anh em cứ giới thiệu nhau rồi anh em mua tới mua lui. Có những người mua của mình hàng chục lần rồi chứ không phải là đó. Em nói về cái vấn đề lò xo nhé. Rồi sẵn đây thì em nói một tí về cái lò xo vậy thôi. Em chào tất cả các anh em, chúc anh em sức khỏe bình an và thành đạt nhé. Bye bye.